Quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần mic nghe gọi trên Mobile Star Zumbo S2 đã có mặt tại zidongcao.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên Zumbo S2, lỗi nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe chập chờn lúc đầu lúc không, cần một địa chỉ thay mới mic nghe gọi cho Mobile Star Zumbo S2. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. zidongcao.vn có mọi loại linh kiện trên Mobile Star Zumbo S2 phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Mobile Star Zumbo S2, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.zidongcao.vn. Kỹ thuật viên tại zidongcao.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại zidongcao.vn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới mic nghe gọi trên điện thoại Mobile Star Zumbo S2, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.